Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Thức Auto kính chào quý vị các bạn và hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2024. Trước mắt quý vị các bạn chính là chiếc đẩy bầu với mã số là 1006 C6. Chiếc đẩy này thì chất âm thì em sẽ không nói và không có ý kiến. Đẩy bầu nó là một thương hiệu đẳng cấp rồi. Một sản phẩm một cái thương hiệu nó quá lớn rồi nên không biết phải giải thích thêm như nào về chất âm của nó. Còn về phần công suất thì chiếc đẩy này nó đáp ứng được tất cả các cặp loa từ bát 40 đổ về. Với công suất của nó là 1000W. Đấy, với trở kháng 8 ôm. Còn với trở kháng là 4 ôm thì nó là 1550W. Em nhớ không nhầm thì em có một quyển sách của con này nhưng mà bởi vì hôm nay là chủ nhật, bên thợ của em nghỉ. Nên em tranh thủ em quay video này gửi tới quý vị các bạn và anh em xem. Nó được thiết kế với chiều rộng này này của nó là 48,3 cm, chiều cao này của nó là rơi vào 9 phân rưỡi và chiều sâu của nó này là 33 cm. Cân nặng là 16,13,6 13,6 kg. Trên một chiếc không có vỏ, còn nếu có vỏ là 16 cân 3. Tại sao em nhớ như thế bởi vì là cái con đẩy này. Cái con đẩy này này là cái nó cho cho một cái chất âm rất tốt Đấy, và cái phân khúc tiền của nó nó hợp lý. Thay bằng việc chúng ta mua crowd đẩy crowd thì con đẩy bầu này nó sẽ có một cái trước tiên là nó khác hẳn so với đẩy crowd. Crowd nó phổ thông rồi, đẩy bầu nó không có nhiều thôi. Đấy, và cái chất âm của dòng bầu thì nó có một cái sự gọi là uh, mạnh mẽ và sáng sủa hơn tất cả. Mà trong cái đó chúng ta lại có tính chất đồng bộ. Khi chúng ta những chơi những cặp bầu mà chúng ta lắp cái con đẩy bầu này vào thì nó là không còn gì để mà nói rồi. Hai volume ở hai vế. Cần cả, uh, volume này của nó là volume B nhá. Đấy các bác nghe thấy chưa? Đấy. Công tắc nguồn này. Nó có một cái cầu chì ở đằng trước luôn. Đấy. Và đằng sau. Đằng sau của em nó đây. Nắp sườn rất đẹp nhá. Màu xanh bộ đội. Sơn zin luôn. Dây nguồn này. Ở bên Mỹ thì nó có dây mát nhé Anh em nhé Về Việt Nam thì các bác hay bẻ ra thôi Chứ bên Mỹ nó có cái dây mát này Gia loa thì nó có Duy nhất Một kiểu Đó là rắc xoáy Như thế này Đây. Chứ nó không phải là Rắc music Dây nguồn này rất to Và nó sử dụng dòng điện là 100V Đấy. Công suất tiêu thụ điện của nó là 200 54W. Số seri của máy là 1612. Sản phẩm này là một trong những sản phẩm phải nói là có cái thiết kế em đánh giá rất cao về cái hậu đằng sau. Nó không quá cầu kỳ, đơn giản. Đấy, rất đơn giản. Đấy, cực kỳ đơn giản luôn. Mà cái nước sơn của nó thì phải nói là rất sang trọng Khi chúng ta tháo nắp ra thì chúng ta đập vào mắt chúng ta là một cái phần chi tiết ruột gan bên trong Đấy Đồ xịn thì chúng ta không có ý kiến Đặc biệt là dòng bầu Làm rất kỹ Các cái dây rác cắm này Nguồn này Nguồn là nguồn bánh trưng Đấy Đặc trưng của dòng Mỹ thì nó luôn luôn có cái sự gọi là không đâu sánh được. Một đất nước tiên tiến. Ở đây nó có hai cổng ra loa. À hai cổng tín hiệu đầu vào. Tín hiệu thứ nhất là nó sử dụng rắc um, cam, cam nông. Thứ hai là nó sử dụng rắc 6 ly cắm thẳng vào giữa này. Hoặc cũng có thể cắm sang cạnh. Đấy. Thì bác nào mà mua con âm uh, đi này. À con đẩy này. Em sẽ tặng cho anh em một cái dây AV. À một cái dây cam nông theo ý anh em để có thể cắm vào vang hoặc có thể cắm từ âm đi xuống thì anh em muốn cái loại nào em sẽ cung cấp cho anh em cái loại đó xoay ngang như này thì chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta có thể đếm được phần công suất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đấy, 10 x 2 là thành 20 suất 20 con suất Đó Linh kiện đây Chúng ta nhìn nó mới không ạ Mới dã man luôn và tụ nguồn nè bốn con tụ nguồn ngang này như kiểu bom hạt nhân này. cái chân đèn của nó các bác nhìn này làm đẹp không kỹ không chặt đấy chặt không để đâu cho hết chất đây cái này là cái gì thì em chưa biết lắm nhưng mà nếu như theo quan điểm của em thì cái này chính là cái mang tính chất là một cái tụ một cái tụ dùng để tắt mở nguồn để tránh cái tình trạng nguồn điện nó bị sung nổ phần cái rắc mát của nó anh em nhìn này. Đấy. máy thì chúng ta không cần hỏi là có đẹp hay không không cần hỏi nhé zin tuyệt đối về phần công suất thì em đã báo cáo rồi chiều ngang chiều rộng chiều dài ok rồi và hàng này thì em bao zin cho anh em sử dụng dòng điện 100V và loại này thì em bán hàng ra thì em sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng còn nếu bác nào muốn bảo hành lâu hơn nữa thành một năm chẳng hạn thì em sẽ cộng thêm cho em là là thành một triệu đi cộng thêm một triệu nữa em sẽ bảo hành cho anh em là 1 năm 3 tháng đấy cái phần nắp của nó anh em nhìn còn nguyên cả một cái tấm chống rung đấy rồi đã xong về tất cả các thông số kỹ thuật của nó còn các bác hỏi cái này đánh loa gì thì hay thì em khẳng định với quý vị các bạn đừng hỏi cô đấy thừa con đẩy này nó dành cho những bác gọi là đã từng chơi và đã từng biết và đã qua biết nó về giản đoạn nó rồi nên các bạn chắc chắn là sẽ biết đánh vào gì ạ à? đánh hai cặp bầu thoải mái luôn nha đánh ba cặp bầu nó nằm cũng thoải mái luôn sóng là một cd 3 mà đã gặp đây thì gọi là hết thuốc chữa Đấy, dòng JBL loa full đánh vào đây cũng hết thuốc chữa công suất không cần phải bàn cãi trong gia đình chúng ta có một con đẩy như này thì phải nói là một sự lựa chọn đúng đắn quan trọng là mức tiền của nó là như thế nào nó không phải là mức tiền của bình dân nữa con đẩy này nó có một mức giá không phải anh em nào cũng có thể đầu tư ra được. Em không dùng cái từ là có thể mua, bác nào cũng có thể mua. Nhưng mà mình còn nhiều vấn đề phải lo lắng trong cuộc sống. Thì như con đẩy này, thì với mức giá của nó như ngày hôm nay em nhập được về và em công bố với các bạn và quý vị các bạn anh em một mức giá đó là 15 triệu 500 cho chiếc đẩy này. Đấy, 15 triệu 500 cho chiếc đời này Và giá này em sẽ bao ship cho anh em đến tận nhà Nha. Bảo hành 3 tháng Còn nếu bác nào muốn bảo hành thêm 1 năm Thì thành 16 triệu 500 Em bảo hành cho anh em 1 năm 3 tháng Rồi, Phạm Thức Auto Cảm ơn anh em, quý vị các bạn đã lắng nghe và xem kênh của bên em